bây giờ mình đang xuống xe nguyên một lô khoảng 30 chiếc nha cả nhà mình. Mình sẽ review và báo giá kỹ từng xe ha. Thì ở đây thì mình báo giá nó không có được chuẩn xác nha. Thì được con nào thì anh em chốt với mình ha, thì mình sẽ gửi hình chi tiết và báo giá chuẩn từng con lại nha. Bây giờ mình xin báo giá 4 con này trước, thì nhà xe sẽ xuống con nào mình sẽ báo giá con đó ha. Rồi, như con Attila Elizabeth này mình bán với giá 6,5 triệu nha. Xe cũng còn rất là sạch sẽ. Rồi, biển số 54. Rồi, con Viễn Tình này thì mình bán với giá 13,5 triệu nha. 13,5 triệu con xe này ha. Rồi, con Galaxy 50 này FVM á, mình bán giá 11,5 triệu ha. Cho nó ngang ngang đây ha. 11,5 triệu con Galaxy FVM. Đời 2020 nha, con đây. Đời 2020, tháng 10 năm 2020 nha. Xe còn rất là mới. Audio mới có 3,549 cây. Con EZ100 này tình bán với giá 5,5 triệu nha. Xe rất là cứng cáp, hơi cũ một xíu nha cả nhà mình. 5,5 triệu nha, máy của SQM luôn. Máy rất là êm. Biển số 13935. 5,5 triệu nha cả nhà mình. Rồi, bây giờ tới con Sirius. Con Sirius này đời 2015. Con này tình bán với giá là 8,8 triệu luôn nha cả nhà mình. 8,8 triệu là đầu Sirius ha. Xe rất là cứng. Đời 2015. Con này là con Asilo. Asilo màu xanh chuối. Con Asilo này tình bán với giá là 9,7 triệu nha. 9,7 triệu Asilo. Rất là đẹp. Con này hàng hiếm nha cả nhà mình. Rồi, con này thì con này thì giá 2,000,000 nha. Máy rất là êm. Con này mình có thử rồi, máy êm lắm. Đàn áo thì hơi cũ thôi. Con này cả nhà mình mua thì về thay đàn áo nha. Được cái bánh mâm này. Giá 2,000,000. Rồi, con này là 4,6 triệu nha. Quay Trung Quốc. Lên đàn áo 110 nhìn rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ mình giới thiệu đến con Vision màu xanh đen, màu đen tem xanh, con này đời 2013. Con này mình bán với giá là 13,8 triệu, biển số 70, 13,8 triệu ha. Audio 46,000. Con này còn rất là cứng, xe rất là cứng ha. Con Clip này thì tình bán với giá
8.700.000 luôn ha. 8.700.000 con clip của Honda. Tình quay rất là kỹ nha. Nói chung máy móc là Tình đã thử qua hết rồi. Cô chú anh chị mua về thì sẵn sàng ha, không lo về máy móc nha. Máy ở đây là Tình bao zin, tại vì xe của Tình đi tuyển không à. Rồi còn đây là chiếc Elizabeth 6.500.000 nha cả nhà mình. Màu đỏ đen, sơn zin nha, chưa có qua dặm tút. Sơn zin. Rồi con này là 6.500.000 nha cả nhà mình. Rồi cô bác anh chị ai mua thì điện thoại cho Tình theo số 0913456970 nha, hoặc là để lại bình luận ở bên dưới. À, Tình sẽ trả lời bình luận hết nha. À, chuyến xe này là chuyến xe cuối của năm nay ở tại Tây Ninh nha. Tình còn một chuyến nữa vào 2-3 ngày nữa thì tại Đà Nẵng về nha, Quảng Nam Đà Nẵng về. À, Tình săn xe tại các vùng luôn ha, vùng nào Tình cũng có người để đi lùng xe cho Tình hết. Rồi một cặp và một cặp Hayate của Suzuki nha. Hai chiếc Hayate này thì máy rất là êm. Biển số 70 ha, một con biển số 70 và một con biển 51 là 7467. Thì một cặp này Tình bán với giá là 4.700.000 nha. Một con này là 4.700.000 một con nha cả nhà mình. Xe thì có hơi trầy một xíu nha. Mình sẽ quay riêng từng xe một nha. Lát nữa Tình sẽ dựng, Tình quay kỹ từng con một. Con này nãy Tình có quay rồi. À, con Sirius này. Sirius này thì Tình bán 7.800.000 nha. 7.800.000. Giới thiệu với cả nhà, đây là con Angela SQM nha, 50. Xe còn rất là bóng nha. Xe này bóng lắm nha cả nhà. 70FA00460. Con này Tình bán 7.800.000 nha, đời 2016. Xe cứng ngắc luôn. Chạy Odeo 20.000 nha. Xe rất là đẹp. Ốc tán đang còn sáng. Cặp nền của nó đang còn SQM. Rồi giá 7.800.000 con này nha cả nhà mình. Đây có một con cúp nha, cúp cánh én. Cúp cánh én cho cả nhà mình đi cắt cỏ nha, đi đá gà cắt cỏ. Bị bể cái chụp đèn đây ha, về thay cái chụp đèn. Xe thì máy rất là êm. Con này chắc là Tình bán 1.600.000 nha cả nhà mình ơi. 1.600.000 thì bán cho anh em đi cắt cỏ cho vui ha. Đó, xe này để bán không lợi nhuận. 1.600.000. Rồi, Hayate tiếp nha cả nhà mình. Còn một em Hayate nữa nha. Con Hayate này Tình bán với giá 5.200.000 nha. Con này rất là mới, còn cặp kiến zin luôn ha. Rất là đẹp, 5.200.000. Rồi, Elizabeth màu trắng. Elizabeth màu trắng này Tình bán giá 6.500.000 luôn. Xe cũng rất là cứng nha cả nhà. Vậy không phải sửa cái gì hết nha. Là cứng. 6.500.000. À, đây có một con Kimco. Moto Kimco. Xe 50 nha cả nhà. Hầm hố nha. Đó. Rất là đẹp. Con này Tình bán giá, để coi tính cái lá nhẹ nhẹ được cả nhà mình thôi. Con này bán giá 9.800.000 nha cả nhà. Trời đẹp. 9.800.000 có một con mô tô nha cả nhà. 2017 nha. Sản xuất năm 2017. 9.800.000, quá rẻ. 9.800.000 mua được con mô tô cả nhà ơi. Con này là hàng hiếm nha. Con này cho dành cho mấy anh em học sinh đi học chưa đủ tuổi ha, người chưa có bằng lái.
Xe này xe máy đổ xăng nha, chứ không phải xe đạp điện nha cả nhà mình. Mô tô 9.800.000. Đồng hồ analog. Rồi, tiếp đến là con Win nha, chạy 400 km. Con Win mới xuất xưởng. Rồi, con Win nè. Đó, tới giờ mình mới mua được một con Win mà đẳng cấp cỡ này. Ốc tán nhìn như xi mới ha. Hàng giống hàng xi mới luôn. Rồi, con này tình bán giá 12.500.000. Audio 488 cây ha. Chưa chạy hết rô đai. Xe này mới trong hãng ra nha cả nhà, chưa chạy hết rô đai nha. Đó, 12.500.000. Đây là con cúp 50 nha. Con này cũng còn rất là cứng nè. Con này tình bán giá 3.800.000 nha. Biển số 61, biển số Bình Dương. À, cà vẹt giấy tờ đầy đủ nha cả nhà mình. Đây, 3.800.000 con cúp này nha. Rồi, con cúp này nước sơn zin còn luôn nè. Xe đẹp. Rồi, con Charlie nha, hàng hiếm nha. Giấy tờ đầy đủ, máy Honda. Con này trong kho mới lấy ra, chưa có rửa nha cả nhà. Chưa sơn rửa gì hết nha. Cái này thì cô bác anh chị lấy về cho sơn lại nguyên con nè. Thì con này tình bán với giá là 3.800.000 thôi nha. 3.900.000, 3.900.000 đi. Đó, về nhà cho cả nhà mình sơn lại, lấy xe đi chợ ha. Con này mà nếu mà để tình dọn là bao đẹp luôn. Cà vẹt giấy tờ đầy đủ. Máy của Honda nha, máy rất là êm. Rồi, con này Acelo. Con Acelo này thì 11 năm nha cả nhà. 11 năm nha. Đó. Tráng còn rất là đẹp ha. Máy rất là mạnh. Con này tình đã chạy thử rồi. Biển số 70G1-32144. 11.500.000 nha. Odeo 42.000. Rồi, con Ablus 125 xe cọp nha. Con này rất là đẹp. Biển số 70, con này tình bán với giá 14.000.000. 14.000.000 nha. Xe này đã có chìa khóa remote nha cả nhà mình. Có chìa khóa remote ha. 14.000.000. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Hôm nay tình về một lô này khoảng 30 chiếc nha cả nhà mình. 30 chiếc ha, mới xuống xe xong. Thì tình bán xong cái chuyến này nữa là qua chuyến sau là tình sẽ bán một chuyến ở ngoài Quảng Nam nữa, là mình sẽ nghỉ Tết nha. Cô chú anh chị mua thì tranh thủ mua nha. Chỉ còn 2 lô cuối năm thôi nha cả nhà mình. Mình sẽ nghỉ Tết nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Thì để tiện nhìn thấy xe của tình đăng thì cả nhà mình đăng ký kênh YouTube xe máy Trọng Tình nha. Thì mình sẽ cập nhật xe mới mỗi ngày để cô chú anh chị đều thấy ha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt.